kể chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Chị Thúy Quỳnh rất vui khi gặp lại các bé. Các bé yêu quý, mùa thu hoạch luôn là mùa mà các bác nông dân cảm thấy phấn khởi, nô nức vì được thu về thành quả lao động. Ấy vậy mà, ở ngôi làng nọ lại xảy ra chuyện lạ. Gia đình chàng trai tên là Pha Thát rất buồn phiền khi ruộng lúa của nhà chàng cứ đến vụ gặt là lại bị chim di từ đâu bay tới ăn sạch. Đàn chim di từ đâu bay tới nhỉ? Liệu rằng Pha Thát có cách nào để bảo vệ ruộng lúa của nhà mình không? Sau đây, chị mời các bé cùng nghe chuyện cổ tích Campuchia có tựa đề Chàng trai và đàn chim di qua giọng kể của nghệ sĩ Đỗ Kỳ để cùng tìm hiểu nhé. Người non dạ lắm, chớ có liều thân mà khổ con ạ. Nhưng bụng đã quyết, anh khăng khăng. Dù làng chim di xa xôi đến mấy, dù phải mất bao nhiêu tháng ngày, con cũng phải đi. Chỉ cốt là trị cho bọn chim di kia một trận. Biết là không can ngăn được con, bà mẹ chuẩn bị quần áo và lương ăn đường cho Pha Thát để chàng vững bước ra đi. Sáng hôm sau, khoác bị lên vai, Pha Thát nhằm thẳng hướng chim di thường bay đến mà đi. Anh cứ đi như thế, gần hết mùa trăng mà vẫn không thấy tăm hơi làng chim di đâu. Nhưng Pha Thát không nản, cứ nghĩ đến ruộng lúa chín vàng bị bọn chim di cướp sạch, để lại gốc dạ chỏng chơ và để lại cái đói cho cả nhà, là Pha Thát không sao chịu được nỗi uất ức. Cuối cùng, Pha Thát cũng đến được một làng. Anh dừng chân lại nghỉ và tiện thể hỏi thăm đường. Pha Thát thấy một ngôi nhà thật to, cửa không khép. Anh liền đến gần, ngó vào nhưng chẳng thấy ai. Pha Thát lên tiếng gọi, nhưng không có tiếng trả lời, nên liều bước vào. Trong nhà có rất nhiều buồng, buồng nọ tiếp nối buồng kia, buồng nào cũng đẹp. Nhưng Pha Thát thích nhất một căn buồng nhỏ nhắn, xinh xắn, trang hoàng rực rỡ. Anh ghé ngồi vào mép chiếu tư lự. Bỗng đâu một cơ chầu hiện ra, đặt ngay cạnh chỗ anh ngồi. Pha Thát định lấy một miếng chầu ăn cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Xong anh lại nghĩ, nhà vắng chủ, mình tự lấy chầu ăn không tiện. Nghĩ vậy, anh đứng lên ra khỏi nhà, lững thững đi ra vườn. Dạo quanh vườn một lượt, đến một gốc cây to tỏa bóng mát, có một cái bàn đá và bốn cái ghế xếp quanh. Pha Thát bèn ngồi nghỉ trên chiếc ghế để chờ chủ nhân căn nhà, thì lại thấy một đĩa đào nho nhỏ đặt trước mặt anh. Tuy khát nước, nhưng anh cũng không tự tiện dám lấy ăn một quả. Xế chiều, anh lại đi vào căn buồng đó. Lần này, anh nhìn thấy trên phản có một cái âu bằng vàng. Mặc dù bụng đang đói cồn cào, nhưng anh cũng không động chạm đến cơm canh. Bỗng cửa buồng xịch mở, một cụ già phúc hậu đi đến chỗ Pha Thát và hỏi: "Con không thấy đói sao? Cơm canh bên cạnh đấy, con ăn đi, kẻo nguội hết." Pha Thát ngẩng lên nhìn bà cụ rồi lễ phép: "Dạ, con thấy nhà chẳng có ai nên không dám đụng vào đồ ăn thức uống trong nhà. Tự tiện thế, con ngại mọi người cho con là kẻ xấu." "Thế bây giờ chủ nhân đã về rồi, con cứ tự nhiên dùng bữa đi." Cụ mời thật lòng. Pha Thát xin phép bà cụ ăn cơm. Thật là lạ, anh cứ ăn hết bao nhiêu thì âu cơm lại đầy lên bấy nhiêu. Cơm nước xong, anh quay ra nói chuyện với bà cụ: "Bà ơi, cho con hỏi điều này, nếu có gì không phải, mong bà thứ lỗi cho. Sao con thấy làng này nhà cửa khang trang, thóc lúa dư dật mà đồng ruộng lại bỏ hoang, người đi đâu vắng cả?" Chàng ngước nhìn bà cụ dò hỏi, nhưng bà cụ cứ bỏm bẻm nhai chầu chẳng nói. Chập tối,
thì mọi người trong làng lũ lượt trở về. Ai cũng khể nệ những thúng thóc vàng óng. Một lúc sau, con gái của bà cụ mới gánh thóc về. Trong số đó có một cô gái rất xinh. Lúc này bà cụ mới nói với Phà Thát: "Con ạ, làng ta không cày cấy đã mấy năm nay rồi. Cứ đến mùa gặt là cả làng lại biến thành chim di bay đến vùng rất xa để kiếm thóc." Phà Thát không tin vào tai mình, anh hỏi: "Ba bảo sao ạ? Người mà biến thành chim được ư? Thế đã là chim di rồi thì làm sao trở lại thành người được?" Bà cụ ngắt lời Phà Thát: "Khoan đã, con cứ để yên ta nói cho mà nghe. Ở ngoài làng có một hồ nước nhỏ. Ai tắm nước hồ ấy là biến thành chim di. Tắm lần nữa thì chim di lại biến thành người. Thúng thóc con gái ta đem về là ở ruộng nhà con đấy. Có đúng là mấy vụ vừa rồi nhà con mất sạch thóc không? Tuy ở xa, nhưng ta cũng biết con đang kén vợ, nhưng chưa tìm được đám nào ưng ý. Còn ta thì cũng muốn kén chồng cho con gái. Thấy con đẹp người, tốt nết, chịu khó làm ăn, ta muốn con về làm rể nhà ta. Vì vậy, họ hàng nhà ta đã biến thành chim di để lấy hết thóc nhà con. Có thế, con mới trèo đèo lội suối đến đây." Nghe thủng câu chuyện, Phà Thát thở phào và mừng thầm trong bụng. Con gái bà cụ vừa xinh đẹp, vừa chăm chỉ nết na, thật đúng là người anh mong ước. Vài ngày sau, bà cụ cho phép Phà Thát lấy con gái của mình. Sau ngày cưới, Phà Thát đưa vợ về nhà để ra mắt bố mẹ. Bố mẹ anh mừng lắm khi thấy con trai mình lấy được một người vợ vừa trẻ đẹp, lại chăm chỉ ngoan ngoãn. Cả làng đến chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Họ hỏi Phà Thát đủ chuyện. Phà Thát cũng kể cho họ bao điều mắt thấy tai nghe. Duy nhất chỉ có chuyện bầy chim di kia là anh giấu biệt. Từ đó, ruộng lúa nhà Phà Thát chẳng thấy con chim di nào đến phá nữa. Lúa cứ tốt bời bời, và vụ gặt nào bồ cũng đầy ấm áp. 96,5 MHz và trang web www.vov.vn. Ah.
chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Các bé yêu quý, trong truyện cổ tích thì các loài vật được nhân cách hóa như con người đấy các bé ạ. Loài vật có thể suy nghĩ, nói chuyện và làm việc không kém chúng ta đâu. Mỗi khi gặp khó khăn thì không ít nhân vật trong truyện cổ tích đã được các loài vật giúp đỡ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru cho bé hôm nay, chú Vĩnh Sương sẽ kể cho các bé nghe chuyện Con chim côn cút và hai chú bé mồ côi. Bé yêu quý, các bé có biết không? Theo tập quán từ xưa để lại, khi nào cha mẹ qua đời sớm thì các con nhỏ sẽ được chú thím đứng ra nuôi dưỡng. Tiếng thế, nhưng hai đứa trẻ tội nghiệp kia thật là khốn khổ. Chẳng một ai ngó ngàng đến chúng. Bởi vậy, hai anh em gầy đói dơ xương, quần áo rách mướp. Chẳng còn trông mong gì được ở chú thím, hai chú bé mồ côi đành phải cầm bát nhỏ bằng vỏ dừa đi ăn xin quanh xóm làng. Khi thì chúng xin được lưng bát cơm nguội, khi thì được rúm gạo hoặc nắm cám. Không có nồi niêu để nấu, chúng chặt ống tre ống nứa thay cho cám và rau dại vào nồi đốt lên ăn. Ăn qua tháng qua ngày, ăn qua ngày qua tháng. Một hôm, lúc hai anh em đang chặt tre để nấu ăn, thì nghe thấy rõ ràng tiếng chim cun cút. Pi pi cau, đón bắt tôi mau, nuôi tôi với, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Hai chú bé sừng sốt lắng nghe, rồi tròn xoe mắt nhìn con chim cun cút. Còn con chim, nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu nói đó. Thấy vậy, hai anh em nói với nhau, đúng là nó bảo anh em mình đón nó về nuôi rồi. Hai chú bé mang con cun cút về nhà, cắm một cành cây ngoài sân, rồi cho nó đậu lên đấy. Người ăn gì thì chim ăn nấy. Hai anh em cho cun cút ăn cơm nguội, cám nấu với rau rừng. Được một lúc, con cun cút lại hót. Pi pi cau, đặt tôi vào rổ, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Nghe thấy thế, hai chú bé liền đặt con chim cun cút vào một cái rổ, rồi lấy rơm dạ lót xung quanh. Để con chim ở nhà, hai anh em lại cầm bát, đi các làng xin ăn. Hôm ấy, chúng chẳng xin được gì, bụng đói meo. Hai anh em về nhà ôm nhau đi ngủ từ chập tối. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, hai anh em đã nghe con cun cút hót. Pi pi cau, ra xem mau, tôi đã đẻ trứng rõ nhiều. Nghe chim hót, hai anh em rủ nhau đến nhìn. Ô, thật lạ kỳ, dưới bụng con chim đã có lưng rổ gạo trắng ngần. Hai chú bé sung sướng quá, thế là hôm nay chúng được ăn uống no nê rồi. Các bé có biết không, ngày hôm sau, con cun cút cũng bảo hai anh em ra lấy gạo. Vừa mới lấy xong, nó lại bảo ra lấy nữa. Cứ như thế suốt ngày, đến chiều tối thì chẳng còn thúng mủng nào để mà đựng gạo. Không còn cái đựng, hai chú bé đành phải đổ gạo ra nền nhà. Con cun cút lại hót tiếp. Pi pi cau, cho tôi vào trong nhà mau, tôi sẽ đẻ trứng rõ nhiều. Hai chú bé đưa con chim vào nhà, chẳng bao lâu khắp mấy gian nhà đã đầy ắp gạo. Từ hôm đó, hai chú bé mồ côi được sống no đủ. Hàng ngày chúng mang gạo vào làng đổi lấy thịt, lấy rau, lấy áo quần và những đồ dùng khác nữa. Tiếng đồn về hai anh em mồ côi bỗng chốc thừa thãi gạo thóc đã bay đi khắp làng trên xóm dưới. Một hôm, ông chú đến tận nhà các cháu mình, hỏi. Có phải dạo này hai cháu thừa thóc gạo ăn rồi phải không? Thưa cha, vâng ạ. Hai đứa bé đồng thanh đáp. Từ ngày mồ côi cha mẹ, hai anh em vẫn coi chú như cha. Mặc dù ông ta đối xử với các cháu còn tệ hại hơn cả người dưng nước lã.
ông chú chắp tay sau lưng bước vào nhà. Lập tức, mắt ông ta lóa lên vì thóc gạo và sinh lòng tham lam ghen tức. Bọn nhãi này mà lại nhiều gạo thóc hơn vợ chồng ta, ông ta nghĩ. Và cố gắng nén lòng ghen tị, ông ta ra vẻ ôn tồn hỏi. Này các cháu, làm thế nào mà lại có nhiều thóc gạo thế? Đổ gạo ngay trên nền nhà thế này, không khéo bị mốc hết mất thôi. Hai anh em nhìn nhau dò hỏi, không biết có nên nói hết mọi chuyện ra không? Thì ông chú lại nói tiếp. Chú thấy hai anh em mày không cày cấy, không gặt hái gì cả mà lại lắm gạo nhiều thóc. Thế thì chỉ có đi ăn trộm. Nghe chú nói như vậy, hai anh em liền kể cho chú nghe đầu đuôi câu chuyện về con chim cun cút. Ông ta vừa lắng tai nghe, vừa đảo mắt nhìn nghi nghi hoặc hoặc. Biết chú mình chưa tin hẳn, hai anh em nói, chú chờ một lúc nữa xem, nó sắp hot bây giờ đấy. Quả nhiên, ông chú ngồi chưa ấm chỗ, thì con chim cun cút đã nói, pipi cao, đầy rồi đấy, chuyển tôi mau. Ông chú đứng dậy, nhìn vào cái thúng, thì quả thực gạo đã đầy đến miệng. Máu tham đã dồn lên mặt. Ông chú nhìn con chim cun cút chằm chằm và nói. Độ này nhà chú túng bấn quá, chẳng còn lấy một hạt gạo nào bỏ vào nồi. Các cháu cho chú mượn tạm con chim này ít bữa nhá. Tạm đủ gạo ăn, chú sẽ đem chim đến tận nhà trả các cháu. Cả tin, hai chú bé đưa cho ông chú mượn con chim cun cút và dặn dò chú cách chăm sóc con chim cẩn thận. Ông chú nói qua quýt rồi vội vàng ôm con chim về nhà mình. Vừa về đến nhà, ông ta vội vàng giỏng tay lên chờ con chim cun cút hót. Một lúc sau thì con chim có hót thật. Pipi cao, đặt tôi vào rổ, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Ông chú cuống cuồng đem rổ tới, đặt con chim vào rồi cứ hong hóng nhìn. Ông ta nóng ruột nóng gan, bước qua bước lại. Một lúc sau, con cun cút hót. Pipi cao. Ông chủ chạy bổ đến cái rổ, lật lên xem. Gạo thóc thì chẳng thấy đâu, mà là toan cám. Tức quá, ông ta nghĩ con chim cun cút đã chơi xỏ mình. Ông ta có biết đâu rằng hai đứa cháu mình đã từng phải ăn thứ cám bổi ấy qua ngày. Cho bỏ tức, ông chú liền bóp chết con chim của cháu mình, rồi đem làm thịt, rồi nướng chả ăn. Các bé có biết không, được ít ngày, khi thóc gạo trong nhà đã vơi, hai đứa bé dắt nhau đến nhà chú, xin lại con chim, thì ông chú nói. Con chim ấy không đẻ ra thóc gạo nữa, nuôi làm gì cho tốn cơm, tao đã làm thịt ăn rồi, tiếc làm gì cái con chim điêu chắc ấy. Hai đứa bé thương xót con chim, òa lên khóc nức nở. Chúng hỏi ông chú, có còn giữ lông và xương con chim không? Thì ông ta gắt. Cả con chim tao còn chẳng tiếc nữa là lông với cả xương chim. Lông thì tao đốt rồi, còn xương thì tao vứt vào bếp. Còn tiếc thì vào trong ấy mà tìm. Hai anh em bảo nhau vào bếp bới cho than để nhặt xương chim mang về, đem chôn rất cẩn thận ở góc vườn. Ba ngày sau, hai anh em rủ nhau ra thăm mộ con chim cun cút, thì thấy trên đó mọc lên một thân cây nhỏ, lá sắc nhọn như dao. Sau ba ngày nữa, hai chú bé mồ côi lại ra thăm mộ chim. Lần này, cái cây lớn nhanh như thổi, thân cành cứng như sắt luyện. Tiếp ba ngày nữa, cái cây kia đã cao lớn, cành lá tùm, rợp mát cả một góc vườn. Hai chú bé vui mừng lắm, chúng leo trèo lên cây, ngắt vài chiếc lá, đem về cắm vào lọ cho vui cửa vui nhà. Cứ ba ngày một lần, hai chú bé lại đến thăm cây của chúng. Một lần, hai anh em nhìn lên cành cây thì có một bông hoa bằng vàng lấp lánh. Ngày lại ngày, những bông hoa bằng vàng đua nhau nở rộ, những cánh hoa vàng lả tả rụng đầy mặt đất. Hai anh em nhặt hết về nhà, mang cánh hoa bằng vàng đi đổi lấy gạo thịt, mua sắm nhiều thứ đồ dùng quý giá. Lời đồn đại về hai chú bé mồ côi bỗng trở nên giàu có đã đến tai nhà vua xứ này. Ông ta không tin ở đây lại có nhiều người vàng bạc châu báu hơn mình.
Nhưng khi biết rõ quả thực, kho báu của nhà vua chẳng thấm gì vàng bạc của hai chú bé mồ côi, thì nhà vua liền phán: tất cả của cải trên vương quốc này là của ta hết thảy. Và rồi nhà vua thân hành đến tận nơi xem cái cây kia nở hoa bằng vàng và lệnh cho quân lính ngả xuống đem về cung cấm. Thân cây, cành cây đều cứng như sắt nên dao nào chém vào cũng bị quằn, bị mẻ. Hết toán lính này đến toán lính khác thay nhau chặt cây mà vẫn không nhúc nhích. Thấy thế, nhà vua tức lắm. Ông cho gọi hai đứa bé mồ côi: nếu cái cây này đúng là của hai anh em mày thì mày thử chặt xem sao. Hai đứa bé mồ côi mỗi đứa cầm một con dao vót bằng tre đến bên gốc cây kia. Chúng chỉ khẽ chạm vào thân cây, tức thì cái cây từ từ nằm rạp xuống trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Các bé yêu quý, các bé có biết không? Và từ đó, hai chú bé của chúng ta sống yên vui với cái cây quý báu của mình. Các bé vừa nghe chú Vịnh Sương kể chuyện cổ tích thế giới, con chim cun cút và hai chú bé mồ côi. Hai chú bé mồ côi thông minh và tốt bụng, thật là đáng yêu phải không các bé? Hai chú bé đã được con chim cun cút giúp đỡ và vượt qua nhiều thử thách. Cuộc sống hạnh phúc là phần thưởng xứng đáng dành cho những con người tốt bụng. Các bé nhớ nhé, hãy giúp đỡ những người khác và cả những loài vật đáng yêu nữa. Điều đó sẽ mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Các bé hãy ngủ ngoan sau khi nghe bài thơ Cô Tấm Của Mẹ của nhà thơ Lê Hồng Thiện do nghệ sĩ Minh Phương thể hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau. Giỏi bé nết na, bé là cô tâm bé là con ngoan Kể chuyện và hát ru cho bé.
Xin chào các bé yêu quý. Các bé thân mến, trong thế giới chuyện cổ tích, chúng mình đã gặp rất nhiều câu chuyện kể về các chàng trai gan dạ dũng cảm, trừ gian diệt ác để cưới được công chúa rồi, có đúng không nào? Còn câu chuyện chị giới thiệu với các bé tối nay lại kể về chàng thợ săn nhờ lòng tốt và sự lanh lợi mà đã trở thành phò mã của công chúa đấy. Các bé có tò mò làm cách nào mà chàng có thể kết đôi với công chúa chỉ nhờ vào trí thông minh không? Bây giờ, cô Hương Dung sẽ kể chúng mình nghe chuyện cổ tích Con gái quốc vương và người thợ săn nhé. Cây tiêu huyền có một tổ chim ưng. Samin ngắm và định bắn rơi tổ chim. Bỗng nhiên anh không săn được một con thú nào, và một nỗi lo ám ảnh anh. Anh liền ra bờ biển thử xem sao. Vài phút sau anh câu được một con cá kỳ lạ, có vảy vàng óng ánh. Con cá liền cất giọng van xin bằng tiếng người: "Hãy thả tôi ra đi, Samin. Khi anh gặp nạn, tôi sẽ giúp anh. Anh hãy cầm lấy một cái vảy của tôi." Samin cầm một cái vảy và thả con cá xuống biển. Anh đi vào rừng, vừa định ngắm bắn một con cáo thì cáo lại cất giọng van xin: "Ôi, xin anh đừng chạm vào tôi. Khi anh gặp nạn, tôi sẽ giúp anh. Đây, anh hãy cầm lấy một cái lông đuôi tốt nhất của tôi." Nói xong, cáo rút một cái lông ở đuôi ra rồi đưa cho Samin. Cái đói thật đáng sợ đã đến với anh. Anh lại đi dọc theo bờ biển, hy vọng có thể kiếm được một chút gì đó. Anh thất thểu đi mãi và tới một thành phố lạ. Sau khi vào cổng thành, anh ghé vào một ngôi nhà nhỏ và nhìn thấy một bà lão đang ngồi bên bếp lửa. Anh hỏi xem liệu bà có chút gì để ăn không thì mới vỡ lẽ, cả một ngày trời bà lão cũng chưa có chút gì cho vào bụng. Samin liền đưa tiền cho bà cụ và nhờ bà mua cái gì ăn. Một lát sau, bà lão quay về mang theo tất cả những thứ mà anh yêu cầu. Samin mời bà lão cùng ăn. Sau khi ăn no nê, anh mới hỏi bà xem có điều gì lạ đang xảy ra trong thành phố. "Anh đừng hỏi thì tốt hơn, vị khách thân mến ạ." Samin nài nỉ để bà lão kể cho anh nghe những gì mà bà đã biết. Câu chuyện bà kể như sau: "Đứng đầu thành phố của chúng tôi là một vị khan. Ông ta chỉ có một người con gái duy nhất. Cô gái có một chiếc kính viễn vọng, có thể nhìn thấu mọi việc ở dưới đất, ở trên trời và ở sâu trong lòng đại dương. Cô ta có một lời nguyền, sẽ chỉ lấy ai làm chồng nếu người ấy trốn đi mà cô ta không sao tìm được. Chỉ được trốn 3 lần, nếu sau 3 lần đều bị cô phát hiện, con người bất hạnh ấy sẽ phải chết dưới giá treo cổ. Nhưng cũng bởi cô ta có một sắc đẹp kỳ lạ, nên nhiều chàng trai ở thành phố này và cả các thành phố khác đã thử vận may. Tất nhiên họ đều biến thành những cái xác vì người phụ nữ ấy. Số lượng xác chết tổng cộng là 99 người. Chỉ còn thiếu một người nữa là đủ người thứ 100. Người ấy là anh đấy, con người tốt bụng bất hạnh à. Thôi được, tôi sẽ thử xem sao." Samin nói rồi chia tay với bà lão và lên đường tới cung điện quốc vương. Vừa tới đó, anh nhận ngay ra cô gái con quốc vương đang ngồi trên ghế. Xung quanh là vô số thị nữ. Đưa mắt nhìn Samin, con gái quốc vương hướng tới vị khách rồi hỏi: "Anh là người thứ 100 hả?" "Để xem." Samin trả lời ngắn gọn: "Nếu anh muốn liều mạng vì tôi, thì anh nên biết rằng dù ban đêm anh có trốn ở đâu tôi cũng biết, và ban ngày tôi sẽ tìm được anh." Vào lúc trời chạng vạng tối, Samin rời khỏi lâu đài, đi tới ngoại ô thành phố và đốt cái lông chim ưng. Chim ưng lập tức bay đến: "Hãy giấu tôi vào một nơi nào đó tốt nhất," Samin nói. Chim ưng dùng móng quắp lấy anh, bay vút lên không trung, mang anh bay xa tới một đám mây đen. Trên đó có tổ chim ưng, chim chui vào trong cái tổ ấy và anh vẫn ngồi yên trên lưng chim. Trời vừa chạng vạng sáng, con gái quốc vương liền xem xét khắp nơi trên mặt đất, nhưng không thấy Samin đâu. Cô ta liền mang kính viễn vọng ra và nhìn lên trời cao. Cô nhìn mãi trên khoảng không, cuối cùng cô ta nhìn thấy phía xa, trên một đám mây có tổ chim ưng. Cô thấy rõ chim đang trong tổ và mấy cái lông phất phơ trên cái mũ lông của Samin. "Anh ta đây rồi! Anh ta đây rồi!" Cô gái vui sướng hét lên. Khi chiều xuống, Samin xuất hiện. Cô liền nói một cách chính xác Samin đã trốn ở đâu. Thế là lần này anh đã thất bại. Hy vọng lần thứ 2 sẽ tìm được chỗ trốn tốt hơn.
Samin rời khỏi cung, chui vào một bụi cây ở ngoại ô thành phố và đốt cái lông dê. Trong nháy mắt, con dê xuất hiện. Hãy giấu tôi vào một nơi nào tốt nhất đấy, Samin nói. Dê đặt anh ngồi trên lưng rồi phóng nhanh như gió tới một nơi mà ánh sáng không chiếu tới. Nó giấu anh vào một cái hố rồi nằm che lên cái hố ấy. Sớm hôm sau, cuộc tìm kiếm bắt đầu. Con gái quốc vương tìm Samin rất lâu. Cuối cùng cô ta phát hiện dưới chỗ con dê đang nằm ló ra một bộ quần áo mà Samin do không thận trọng đã để lộ ra. Và mọi việc diễn ra hệt như lần thứ nhất. Thế là lần thứ hai ta thất bại. Samin nghĩ, anh liền đốt vẩy cá vàng. Cá vàng lập tức tới chỗ anh, đưa anh đến bờ biển rồi gọi một con cá măng tới. Cá măng liền nuốt anh vào bụng và lặn xuống biển. Ngày hôm sau, con gái quốc vương tìm anh rất lâu, nhưng tìm mãi vẫn không thấy Samin, kể cả trên trời và dưới mặt đất. Cô gái nghĩ lần này cô sẽ thua, nhưng mẹ cô khuyên hãy lấy kính viễn vọng ra mà nhìn xuống biển sâu. Cũng đúng lúc ấy, cá măng há mồm ra đớp mồi và cô gái lại phát hiện ra Samin. Thế là lần này nữa, anh lại thất bại. Samin hoàn toàn mất tinh thần khi con gái quốc vương hạ lệnh treo cổ anh lên. Lúc ấy anh nhớ tới cái lông cáo và nói, hỡi người đẹp, tôi từ một đất nước xa lạ đến đây và là khách của thành phố của nàng. Hãy cho phép tôi được trốn lần cuối cùng, lần này tôi sẽ thử vận may xem sao. Cô gái đồng ý chấp nhận lời thỉnh cầu. Samin ra vùng ngoại ô thành phố, đốt lông cáo lên, cáo lập tức xuất hiện. Liệu anh có giấu tôi vào một chỗ nào được không? Samin sốt ruột hỏi. Anh đừng lo lắng, tôi sẽ giấu anh vào một chỗ mà không ai ngờ được. Ngay lúc ấy nó bắt Samin phải ngủ ở trong bụi cho tới khi nào nó đánh thức anh mới được dậy. Sau đó nó đào một cái lối đi ngầm dưới đất dẫn ngay vào dưới căn phòng cô gái đang ở, rồi đặt Samin vào đó. Ở dưới đó họ nghe thấy rõ tiếng bước chân của cô gái, tiếng cô nói với mẹ và các thị nữ, thậm chí cả tiếng sột soạt của tà áo dài của cô. Cuộc tìm kiếm lại bắt đầu vào ngày hôm sau. Cô gái không làm sao tìm được Samin, cô ta không làm sao hiểu được Samin đang trốn dưới chân cô, thậm chí ngay dưới những nếp gấp của tà áo dài của cô. Thất vọng vài lần, cô buông cái kính viễn vọng ra, vì đây là lần đầu tiên nó làm cô mất hết niềm tin. Trong khi cô gái tìm kiếm vô vọng, Samin vẫn ngủ ngon lành trong lòng đất dưới chân cô, còn cáo ngồi bên cạnh canh gác cho anh. Chiều tối cáo đánh thức anh dậy và anh liền tới lâu đài của con gái quốc vương. Hôm nay, cô gái nói giọng bực tức, anh trốn đi, giỏi tới mức ngay cả quỷ sa tăng cũng không tìm ra. Trong trường hợp này, tôi có thể hy vọng cô sẽ đổi giận và làm lành được không? Không, hãy cho phép tôi tìm anh một ngày nữa. Samin chấp nhận và mọi việc lặp lại lại đúng như trước. Samin liền trốn vào chỗ cũ. Tất nhiên sự tìm kiếm của cô gái chẳng đem lại kết quả gì. Quá tức giận, cô ta liền đập cái kính vỡ vụn ra làm nhiều mảnh. Buổi chiều Samin quay trở về cung điện. Cô gái chưa bị ai khuất phục liền đi tới chỗ anh và nói, anh đã hoàn toàn thắng tôi. Tôi sẵn sàng lấy anh làm chồng. Thế rồi đám cưới được tổ chức vào ngày hôm sau. Các bé ơi, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Chúng mình phải đi ngủ thôi. Trước khi nói lời chào tạm biệt, mời các bé cùng nghe bài thơ Du Em của nhà thơ Tản Đà qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà. Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Thân ái chào tạm biệt. Cha công đức sinh thành, mai sau em học thông minh nhờ rời, giỏi cho tai mắt ở đời, nhớ công cha mẹ, nhớ chị.
biết mấy công phu. Chị ru em ngủ đêm thu cánh gà. Ấy ngày em hãy lên ba, em còn quê khóc. Mẹ cha lo phiền. Chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Các bé yêu quý, hàng ngày chúng mình thường nghe thấy tiếng chim hót líu lo của các loài chim chóc. Âm thanh này vừa là tiếng hát, vừa là ngôn ngữ để cho chúng có thể giao tiếp và trò chuyện với nhau. Ấy vậy mà từ ngày xưa, các loài chim lại không có tiếng hót đâu đấy. Vậy ai đã dạy cho chúng biết hót nhỉ? Câu chuyện Sự tích tiếng hót các loài chim sẽ giúp chúng mình có được câu trả lời. Ngày xưa, xưa lắm rồi. Tất cả các loài chim đều ở trên thượng giới và không có loài chim nào biết hót. Chính vì thế, vườn ngự uyển của Ngọc Hoàng dù có trăm hoa muôn sắc, hương thơm ngào ngạt nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng buồn bã bởi thiếu mất tiếng chim ca hót. Xem mãi những vũ khúc ghê thường, yến tiệc linh đình với các thần năm này qua năm khác, rồi cũng có lúc chán. Ngọc Hoàng thường dạo bước trong vườn ngự uyển, ngắm hoa cho khuây khỏa nỗi buồn. Nhưng khổ thay, ngài cũng chẳng thấy khu vườn ngự uyển hấp dẫn gì cả. Nó cứ im lặng và im lặng. Ngài nhìn loài chim đậu khắp đó đây và nghĩ thầm. Sao mà vắng lặng thế? Sao mà chán nản đến thế? Ôi, giá như nó sinh động hơn và tràn đầy những âm thanh dịu ngọt, thánh thót, thì khu vườn sẽ giúp ta khuây khỏa sau những giờ bận rộn với công việc thiên đình biết mấy. Ngài tha thần bước đi giữa những khóm hoa đang khoe sắc, những thân cây cảnh xanh tươi tuổi mấy nghìn năm, lòng băn khoăn nghĩ ngợi. Thế rồi trong trí óc của ngài bỗng lóe lên một ý nghĩ. Ồ, tại sao ta không nhờ các tiên nữ dạy cho các loài chim ca hót? Giọng của mỗi nàng tiên đều rất tuyệt. Ồ, phải rồi. Sung sướng với sáng kiến của mình, Ngọc Hoàng vội quay bước trở về cung điện và truyền lệnh gọi các tiên nữ đến. Khi các tiên nữ đã tề tựu đông đủ, ngài phán. Này các khanh, ta ra lệnh cho các khanh hãy truyền lại cho các loài chim làn hơi tuyệt vời của các khanh. Ta rất trông cậy vào các khanh. Hãy làm cho khu vườn của ta tràn đầy tiếng chim ca, đầy ắp những âm thanh kỳ diệu. Thế rồi các tiên nữ vâng lệnh Ngọc Hoàng răm rắp. Ngọc Hoàng cho gọi các loài chim như quạ, chỉ, sơn ca, họa mi, khiếu, công, rồi vịt, gõ kiến, gà trống, gà mái, phải vào cung quảng học hát. Mỗi loài chim theo học một tiên nữ, họa mi và sơn ca được hai nàng tiên có giọng hát tuyệt vời nhất truyền cho làn hơi của mình. Hai chú học trò lại rất chăm chỉ, nên chẳng bao lâu đã có giọng hót làm say đắm thiên đình. Trích chòe khiếu cu, tuy giọng hót không hay bằng họa mi sơn ca, nhưng không thể nói là dở. Công chỉ vốn là học trò của hai nàng tiên múa trong cung quảng, nên được hai nàng truyền cho những điệu múa đặc sắc. Gà trống có một nàng tiên có giọng hát khỏe,
âm vang hướng dẫn, nên anh chàng có tiếng hát kéo dài, vang xa. Từ khi các loài chim chăm chỉ chuyên cần học tập, thì vườn ngự uyển của Ngọc Hoàng bắt đầu vang lên tiếng chim véo von rộn rã. Hoa đẹp khoe sắc, hương thơm ngào ngạt, cây cỏ xanh tươi, rung rinh theo những cơn gió nhẹ, được những tiếng chim trong vắt réo rắt điểm tô, khiến cho khu vườn trở nên hấp dẫn, đến mức Ngọc Hoàng và các thần cứ kéo nhau ra đó yến ẩm, bàn chuyện thiên đình hạ giới. Các loài chim chăm chỉ luyện, còn quạ, gõ kiến, vịt bầu, gà mái thì cứ việc rong chơi, mặc cho các cô tiên hướng dẫn phải chạy bổ đi tìm. Nhưng bóng chim tăm cá, dễ gì mà các nàng tiên tìm ra được những cậu, những cô học trò ngỗ nghịch bướng bỉnh. Các cô cứ than thở với nhau, nhưng không làm sao buộc được chúng đến lớp. Gõ kiến ham ăn hơn ham học, cứ đi bắt kiến bắt sâu bằng cách gõ gõ mỏ vào các thân cây sâu, cho con sâu bò ra, rồi dùng lưỡi tóm gọn con mồi. Còn quạ tham ăn hơn cả gõ kiến, ngay cả bộ cánh nó còn chả cần chăm chút nữa là việc học hành. Cứ khoác một cái áo đen xì, rồi bay đi tìm cái ăn ở xa tít mù khơi. Gà mái vốn đã cảm cái bộ vó hùng dũng và tiếng hót vang xa của anh gà trống Oai Phong, cho nên anh ta đi đâu là cô ả lại lon ton chạy theo, làm dáng đến độ anh gà trống chẳng thể làm ngơ được. Hễ cô tiên dục gà mái học là cô ả hẹn một lát, inh ỏi rồi đỏ mặt tía tai dặn ra một quả trứng để vin cớ đó mà khỏi phải học. Vịt cũng là giống phàm ăn tục uống, mới sáng bảnh mắt là mò ra hồ nước trong vườn ngự uyển ngụp lặn để bắt cá bắt tôm. Hễ bị cô tiên phụ trách quở là nó nói dối, lạc, lạc. Chứ kỳ thật là vịt thuộc đường đi nước bước lắm. Và lại từ hồ nước tới cung quảng, có gì xa cho cam. Thế rồi một hôm, Ngọc Hoàng ghé qua cung quảng chơi. Nhân đà cao hứng, ngài bảo các cô tiên. Ngày mai, ta muốn nghe tất cả các loài chim biểu diễn giọng hót của mình. Các nàng tiên vâng lệnh, dọn dẹp chuẩn bị sân khấu để các học trò của mình trổ tài. Ai có học trò giỏi cũng vui vẻ lắm, chỉ có các nàng tiên có học trò lười là khổ tâm thôi. Thế rồi sáng hôm sau, các loài chim đã có mặt đầy đủ trong cung. Ngọc Hoàng, các thần và các cô tiên xiêm áo rực rỡ, lũ lượt kéo nhau vào cung. Mở đầu buổi trình diễn là họa mi. Họa mi bình tĩnh bước lên sân khấu, chú há mỏ, hót những âm thanh du dương, khiến Ngọc Hoàng rất hài lòng. Các thần và tiên nữ ngây cả người lắng nghe, được Ngọc Hoàng và mọi người tán thưởng. Cô tiên phụ trách họa mi vô cùng sung sướng, mắt long lanh lệ. Thật là bỏ công cực khổ. Sau họa mi là sơn ca, khiếu, trích chòe, cu lên trình diễn. Các loài này biểu diễn giọng hót riêng của mình cũng thánh thót chẳng kém họa mi là mấy, nên cũng được Ngọc Hoàng khen ngợi. Công và chị không hót, nhưng lại biểu diễn những vũ khúc tuyệt hay. Nhất là chị Công, chị xòe đuôi, quạt cánh dập dờn, bộ lông điểm màu sắc lóng lánh của chị khiến cho chị càng múa càng thêm đẹp. Khá lắm! Ngọc Hoàng hân hoan nói. Ta rất cảm ơn các khanh đã hết lòng dạy bảo các loài chim, rồi ta sẽ ban thưởng cho các khanh. Ngọc Hoàng vừa dứt lời thì đến phiên gõ kiến lên sân khấu. Anh chàng đứng trên sân khấu lúng ta lúng túng, chẳng biết hót gì, mãi sau sực nhớ ra cái mỏ to tướng của mình, bèn tiến lại chỗ cây cột chống sân khấu dùng mỏ gõ, cộp, cộp, khiến ai cũng hết sức ngạc nhiên. Ngọc Hoàng nổi giận quát. Nó làm cái gì thế kia? Ôi nhức tai ta quá! Xuống! Gõ kiến tẽn tỏ bay đi. Quạ được gọi lên sân khấu. Nó sợ lắm, nhưng cũng cố gắng bước lên, rồi đứng đực ra nhìn mọi người. Ngọc Hoàng sốt ruột. Hót đi! Dạ! Quạ hoảng hồn. Dạ gian! Dạ! Dạ! Dạ dạ cái gì? Hót đi! Ngọc Hoàng bực mình gắt. Dạ! Trời đất ơi, sao nó cứ dạ hoài thế hả? Cô tiên phụ trách quạ đau khổ bước ra tâu với Ngọc Hoàng, vì sao quạ không thể nào hót được.
Nghe chuyện, Ngọc Hoàng tức giận quát: "Xuống! Quả sẽ giả suốt từ nay trở đi." Đến phiên vịt, nó lạch bạch bước lên sân khấu. Ngọc Hoàng hỏi trước: "Có biết hót không?" "Lạc, lạc." Vịt quen nói dối, đáp: "Lạc là thế nào?" Ngọc Hoàng ngạc nhiên: "Sao lại lạc?" "Lạc, lạc." Vịt càng gào lớn. "Được rồi," Ngọc Hoàng phán, "vịt sẽ lạc mãi mãi." Gà mái cũng chung số phận với vịt, nó cứ một lát, mãi khiến Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình quát tháo om sòm. May còn có anh gà trống, anh chàng oai vệ bước ra sân khấu, vỗ cánh dướn cổ, rồi há mỏ gáy vang. "Ó, ó, ó, ó." Tiếng gáy vang xa, hùng dũng, làm các thần và tiên nữ nãy giờ ngủ gật cũng phải giật mình thức giấc. Ngọc Hoàng gật gù đổi giận làm vui, tươi cười phán: "Ồ, khá lắm. Gà trống có tiếng hót, à, tiếng gáy dài, ngân vang rất hay. Từ nay ta cho gà trống cái vinh dự được gọi mặt trời lên chiếu sáng cho muôn loài." Các bé có biết thế nào không? Thế là từ đó trở đi, Họa Mi này, Sơn Ca này, Khiếu... Chim đến đây là hết rồi. Chim Khiếu, Sơn Ca, Trích Chòe, Giò Chăm Học nên có giọng hót rất là hay. Còn quạ, vịt, vì lười học nên giọng của chúng lúc nào cũng khản đặc, không hay chút nào. Để giúp các bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thì bây giờ giọng ru của nghệ sĩ Văn Trường sẽ hát ru bài thơ Ngày Mới của tác giả Ngô Bá Hòa. Chúc các bé ngủ ngoan. À... trên cánh chim hót díu dan, xa xa đỉnh núi những làn sương bay, cha em thức dậy đi cày, mẹ em nhóm lửa đón ngày mới lên. Bà ngồi ru cháu thật êm, ông đàn rổ ra ngoài hiên nắng vàng. Chúng em chân bước rộn ràng cùng nhau đến lớp ca vang núi rừng. Mái trường nằm dưới lòng thung, chào ngày mới để ấm từng lời cho bé.
chào các cô bé, cậu bé yêu quý. Trong chương trình kể chuyện và hát ru tối nay, chị sẽ mang đến cho các bé câu chuyện kể về một anh chàng lười biếng, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng. Thấy anh con trai dù đã lớn, vẫn chưa biết kiếm tiền nuôi thân, người cha liền ra điều kiện, nếu anh không mang về một ít bạc do chính mình làm ra, thì sẽ không được thừa hưởng của cải. Nghe vậy, anh chàng đại lười của chúng ta đã bắt đầu hành trình kiếm tiền đầy gian khó. Câu chuyện có tên gọi Hũ Bạc Chúng Mình. Lúc nhỏ, cậu hết ra đồng, ra bãi thả diều, rồi lại vào làng đánh quay, đánh đáo. Khi lớn lên, anh ta cũng chỉ có mặt ở vào nhà hai bữa cơm, còn thời giờ còn lại, anh ta theo đám thanh niên trong làng, tụ tập chơi bài, uống rượu. Ông già nhắc con rất nhiều, bảo con điều hay lẽ phải. Anh ta chỉ vâng vâng dạ dạ lễ lệ, rồi vẫn chứng nào tật nấy. Đến khi lâm bệnh, ông già gọi vợ vào bảo. Bà, sức tôi chẳng sống được bao lâu nữa. Bà cũng chẳng thể sống ở đời với con. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi muốn trông thấy con nó kiếm nổi bát cơm. Xưa nay, tôi giấu bà để giành được hũ bạc. Tôi muốn cho con, nhưng cho nó bây giờ, tức là làm hại nó. Bà hãy bảo nó đi làm. Bao giờ kiếm được ít bạc vụn về đây, thì tôi cho nó hũ bạc đó. Thế rồi các bé có biết không? Nghe chồng nói, người vợ ngậm ngùi, nhưng bảo con trai đi làm thì bà không muốn, bởi vì bà rất cưng chiều con. Thương con, sợ con lao động vất vả. Từ xưa đến nay, anh ta có phải làm cái gì đâu. Nay làm sao cầm được cày được cuốc. Nghĩ đoạn, bà dồn số tiền chắt bóp được, gọi đứa con trai vào và đưa cho con số tiền đó. Anh kia mang số tiền mẹ cho, đi chơi lang thang, cho đến khi trong túi chỉ còn vài hào lẻ, rồi mới trở về đưa cho cha. Hôm đó, ông lão đang ngồi cạnh bờ ao, đan rổ giá. Vợ ông cũng ngồi đấy vót nan. Nghe đứa con trai nói và đưa tiền, ông lão chìa tay, cầm lấy mấy hào bạc, vứt thẳng xuống ao. Vợ ông tiếc tiền tái mặt, còn anh con trai tỉnh bơ nhìn đi chỗ khác. Tiền này không phải tiền nó tự làm ra. Ông lão chỉ nói vậy rồi bỏ vào nhà nằm. Bấy giờ, bà mẹ lại to nhỏ với con. Con trai của mẹ, bây giờ mẹ cho con đồng tiền cuối cùng này, con kiếm nơi mà làm ăn. Bao giờ kiếm được tiền con hãy trở về nhá. Cha con nói phải, cha mẹ đâu có sống cả ở đời để nuôi con mãi được. Người con trai nhận lấy tiền của mẹ cho, nhưng lần này tiền ít. Vì có bao nhiêu, bà đã cho anh lần trước hết mất rồi. Anh cầm số tiền ít ỏi đó, ra đi được mấy hôm thì đã hết veo. Bụng đói, anh đi xin ăn, nhưng thấy anh chàng to khỏe, không ai cho mà còn mắng nhiếc, không tiếc lời. Uống nước mãi không chịu được, anh cuống lên chạy ra đồng, định bụng xin cơm của kẻ chăn trâu. Nhưng bọn trẻ đã đi tìm bóng râm để tránh nắng, chẳng ai thèm đói hoài đến anh cả. Chợt thấy giữa đồng có hai người đang tát nước. Anh chàng lần đến, trông thấy giá cơm hầm với mấy quả cà thâm của hai người để trên bờ. Anh ngửa tay xin, mong họ từ tâm bố thí, nhưng hai người tát nước đáp. Giá cơm đấy là công tát cạn cái đầm này, nếu anh muốn ăn cơm, thì hãy vào đây cùng tát nước với chúng tôi. Các bé có biết không? Đói quá, anh chàng lêu lổng phải chịu tát nước để kiếm lưng cơm. Lúc đầu anh ngã siêu ngã vẹo, nhưng sau cũng tát được lưng gầu nước. Đến lúc ăn cơm, anh ngồi khóc, nhìn hai bàn tay phồng rộp, rớm máu. Anh đã biết muốn được bát cơm ăn phải tốn bao nhiêu sức lực, phải đổ bao nhiêu mồ hôi, và nhiều khi phải đổi cả bằng máu nữa. Xong việc tát nước,
anh vào làng xin làm thuê. Thấy anh khỏe mạnh, người ta thuê anh chẻ củi này, rồi gánh nước và biết bao nhiêu việc khác nữa. Gặp việc gì anh làm việc ấy. Rồi những nhà giàu thuê anh xay thóc, giã gạo. Công việc nặng nhọc mà tiền công chẳng đáng là bao. Cứ xay... Mm-hmm.